Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với channel của Bút Chính Hãng. Hôm nay là video thuộc dòng series hướng dẫn thay ruột viết tại nhà. Trên tay mình chính là sản phẩm Montblanc Leonard Bernstein Special Edition Ballpoint Pen. Đây là một sản phẩm bi xoay. Cũng giống như những sản phẩm bi xoay khác, chúng ta chỉ cần một tay giữ chặt nắp bút, một tay còn lại chúng ta sẽ xoay ngược chiều kim đồng hồ để mở hai nửa của bút ra. Chú ý khi gần hết ren thì mọi người nhớ giữ chặt hai mảnh của bút bởi vì cơ chế rò xo sẽ đẩy hai mảnh bút ra. Bước cuối cùng thì chúng ta chỉ cần chuẩn bị cho mình một cái ruột viết mới gắn vào và xoay cùng chiều kim đồng hồ để gắn hai mảnh bút lại. Khi vào gần hết ren thì mọi người chú ý không vặn quá chặt bởi vì thân bút được làm từ nhựa resin có thể dẫn đến gãy vỡ. Nếu các bạn chưa tự tin có thể mang đến bút chính hãng, bên mình sẽ có nhân viên kỹ thuật thay thế ruột bút mới cho mình. Chúc mọi người thành công với video này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video clip tiếp theo.